Miền Tây thì là khoái ăn cá hơn ăn thịt. Thì đúng rồi. Nói chứ về thì cũng đâu có. Làng tôi xa xanh có một dòng sông, bên sông mỗi chiều ai người giặt áo, dòng sông nghiêng trắng cánh cò, sớm chiều yên ả đưa nắng qua dòng sông. Người làng tôi khuya sớm trên đồng, nắng mưa vất vả vai áo người thêm bạc, bông lúa vàng thấm ướt giọt mồ hôi cho quê nghèo thanh thang người ơi. Làng tôi cong cong mãi tình thật xưa, dồn sang trong xuân xoan rụng tím sân đình, để người khắc khoải cánh thâu đợi tôi xa xanh có một dòng sông, bên sông mỗi chiều ai người giặt áo, dòng sông nghiêng trắng cánh cò, sớm chiều yên ả đưa nắng qua dòng sông. Dòng sông quê đưa tiến bao người, tháng năm mong chờ bên cũ người không về, cho yên bình những mái dạ bờ tre, cho êm đềm âu ơ lời mẹ ru. Làng tôi cong cong có một chiến bóng ai đi về mỗi chiều mỗi sớm. Bữa nào cũng đi đường này á, nó nhỏ mỗi ngày rồi nó mỗi khác, mỗi cảnh khác nhau. Đợi xanh có một dòng sông, bên sông mỗi chiều ai người giặt áo, dòng sông nghiêng trắng cánh cò, sớm chiều yên ả đưa nắng qua dòng sông. Người làng tôi khuya
sách giọt mồ hôi cho quê nghèo thành thang người ơi. Làng tôi cong cong mái đình thật xưa dồn sang trống chèo hỡi làng em hát. Mùa xuân xoan rụng tím sân đình để người khắc khoải cánh thâu đợi người. Xa xanh có một dòng sông, bên sông mỗi chiều ai người giặt áo. Dòng sông nghiêng trắng cánh cò, sớm chiều yên ả đưa nắng qua dòng sông. Dòng sông quê đưa tiến mong chờ bên cũ người không về, cho yên bình những mái dạ bờ tre, cho êm đềm âu ơ lời mẹ ru. Làng tôi cong cong có một chuyện đê, bóng ai đi về mỗi chiều mỗi sớm. Mùa thu cúc nở tím chân trời để người khắc khoải bên sông đợi người. Anh có một dòng sông, bên sông mỗi chiều ai người giặt áo. Dòng sông nghiêng trắng cánh cò, sớm chiều yên ả đưa nắng qua dòng sông. Người làng tôi khuya sớm trên vài áo người thêm bạc. Bộ tụi nó nhậu khoai nó cho ông biết hay sao mà thấy nhậu khoai là có ông vậy? Vậy. Mình đi ông đi sao biết? Lấy năm rồi. À. Lấy nhiều khi người ta kêu nữa. À. Chạy xuống sang trong áo con. Bán hoài á. Dạ. Không có để nhiều được. Mùa xuân xoan rụng tím sân đình. Bán gì hơi ký được nhiêu không? Để người khắc khoải. Cũng có lấy à. Lúc trước còn có 8 mấy. Ờ, nghe nói có mấy chục ngàn. Còn bán đồ hết rồi giờ. Về lên chứ. Này nó bán, anh nó mua đem đi đâu ta? Tiêu thụ ở mấy cái chợ lớn ha. Chứ trong mình đâu thấy ai ăn gì đâu rồi.
Làng tôi xa xanh có một dòng sông, bên sông mỗi chiều ai người giặt áo. Dòng sông nghiêng trắng cánh cò, sớm chiều yên ả đưa nắng qua dòng sông. Dòng sông quê đưa tiến bao người, tháng năm mong chờ bên cũ người không về. Cho yên bình những mái dạ bờ tre, cho êm đềm âu ơ lời mẹ ru. Làng tôi cong cong có một chiến đê, bóng ai đi về mỗi chiều mỗi sớm. Mùa thu cúc nở tím chân trời, để người khắc khoải bên sông. Đợi người miền Tây thì là khoái ăn cá hơn ăn thịt. Thì đúng rồi. Nói chứ dê này cũng đâu có nhiều người ăn mỗi ngày đâu à. Làng tôi xa xanh có một dòng. Vậy mình nói vậy nghe tiếng không? Vô hết. Vô tiếng luôn. Thấy hình thấy tiếng hết luôn. Cái này mình thu rồi mình quay rồi mình thu lại cũng được, mình lồng tiếng sau á. Nghe lồng tiếng vậy nó mất công nó lâu. Nếu mình nói vậy mình thu thẳng vô luôn êm hơn. Về cái đưa lên luôn là xong chuyện. Ông tôi nhớ hình như ở Cô Tô phải không? Cho quê nghèo thanh thang người ơi. Ở dưới Cô Tô tôi thấy cũng nhiều người nuôi rồi nha. Ở khu này thì tôi thấy Cô Tô với An Hảo. Đám An Hảo ở bên Trà Sư, ở Trà Nư á. Đám đó tụi nó nuôi cũng nhiều. Người dê nó dê thả. Mà dây lan này mình lợi mình lấy hay là mình mua? Người ta cho hay là mình mua? À, có khi người ta cũng bán ha. À, cũng rẻ. Có chỗ tôi thấy tụi nó ấy, người ta lợi người ta ấy dây rồi để tụi nó đào lên thôi. Người ta cắt dây á. Người ta lấy công người ta cắt dây. À, nó cho lấy không. Nhiều hả? Dòng sông quê đưa tiến bao người, tháng năm mong chờ bên cũ người không về. Cho yên bình những mái dạ bờ tre, cho êm đềm âu ơ lời mẹ ru. Làng
cong cong có một chuyện đê, bóng ai đi về mỗi chiều mỗi sớm. Mùa thu cúc nở tím chân trời,